Hạn chế dễ nhận thấy trong việc đưa máy móc vào sử dụng trong canh tác nông nghiệp hiện nay là mức độ cơ giới hóa vẫn chưa đồng đều với từng vùng sản xuất, chưa đồng bộ trong từng khâu, từng loại cây, con. Cụ thể là trong lĩnh vực chăn nuôi, ngoài bò sữa được đầu tư tương đối đảm bảo, thì những loại vật nuôi thế mạnh khác như bò thịt, heo, gà, cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, sau thu hoạch còn rất hạn chế. Trên lĩnh vực trồng trọt, hiện tại cơ giới chỉ mới đáp ứng được yêu cầu làm đất và khâu vận chuyển. Các khâu còn lại, tỷ lệ cơ giới còn thấp. Nhiều nhà vườn cho biết, việc đưa máy móc vào sản xuất sẽ giúp bà con giảm sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cơ giới hóa ở các nông hộ vẫn còn hạn chế. Đó chính là nguyên nhân tại sao chủ yếu máy móc được đầu tư tại các doanh nghiệp lớn. Sử dụng những cái máy móc để mà cày xới, để mà cải tạo trong cái vườn đất của nông dân là rất là cần thiết. Thì cũng rất mong muốn là có sự quan tâm hỗ trợ để cho nông dân vay với cái lãi suất ưu đãi để mà được mua máy để sử dụng trong cái cơ giới hóa nông nghiệp. Thông qua các chương trình dự án nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn, trang bị máy móc, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, số lượng nông dân được vay vốn ưu đãi đến nay chưa nhiều. Bởi vậy, bà con nông dân thường chọn giải pháp thuê máy, chủ yếu là trong khâu làm đất, từ những nông hộ đã trang bị các loại máy đánh, máy xới. Hiện bình quân một sào, nhà nông phải trả khoảng 300.000 đồng. Địa bàn Tô Tra thì hầu như đa số là đồng bào dân tộc. Thì về nói về tổng quan thì để mà đưa cái máy móc mà về phát triển cái nông nghiệp thì đòi hỏi cái vấn đề vốn. Thì cũng đề nghị là các ngành chức năng cũng như là các ngân hàng thì đề nghị là cho bà con vay vốn để mà vay vốn để mà mua các cái sản phẩm máy móc. Nói chung là dưới các tiền ấy, trồng lúa và trồng điều thì bỏ ra mua cái máy này thì nó cũng cao. Cái này phải lâu dài thì mới thu được hồi máy. Để hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cơ chế hóa trong sản xuất là vô cùng quan trọng. Đưa máy móc vào canh tác nông nghiệp sẽ giúp nhà nông giảm chi phí, triển khai kịp thời kế hoạch canh tác, góp phần nâng cao thu nhập. Vì thế, cần có thêm nhiều giải pháp để đẩy mạnh cơ giới hóa, nhất là đối với các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh của địa phương.